con thì hôm nay để phục vụ cho bà con về cái cây chanh dây á, thì mình có quay lại cái clip về hồi trước cái vườn chanh dây này lúc trồng, và tới nay là được 4 tháng rồi. Thì hôm nay mình quay lại sơ khảo về cái vườn chanh dây để bà con biết được cái sự phát triển của một cây chanh dây đúng giống và giống khỏe nó sẽ phát triển như thế nào. Thì cái vườn chanh dây này đã 4 tháng mà bắt đầu cho trái bói và phát triển rất là mạnh, không sâu bệnh, các đọt cây đều phát triển mạnh mẽ hết, hoàn toàn hết. Thì qua clip này bà con vui lòng đăng ký kênh, mình sẽ hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật làm vàng, vì có một số bà con vẫn thắc mắc là không biết làm vàng như thế nào cho hiệu quả và chắc chắn, cho để tránh được những cái mùa bão hay là mùa mưa gì đó, và vàng như thế nào để tiện lợi cho cái việc chăm sóc và sau này thu hoạch như cho nó tiện. Thì bà con vui lòng đăng ký kênh để mình tiếp tục làm những clip phục vụ cho bà con xem và tham khảo về cách làm vàng của mình nói riêng. Còn nếu bà con có kinh nghiệm tốt hơn thì sẽ làm những cái vườn cao hơn, rút ra kinh nghiệm từ cái vườn của mình sẽ mang lại hiệu quả rất là cao cho bà con và sẽ không tốn chi phí nhiều với một cái vườn chanh dây. Thì bà con cứ xem tham khảo qua cái mô hình của vườn chanh dây mình và nhớ vui lòng đăng ký kênh.